mấy em có cặp mắt cả nhà. Thì hôm qua mấy em kiếm cũng khá khá cả nhà, cũng được 800k. Thì kiếm được 800k thì cũng quá là ngon lành nhờ. Nên hôm nay mấy em quyết định sẽ chạy ra lại cái ổ tỏi để tiếp tục làm tiếp nha. Tại vì khi nào mình lặn thì mình gặp cái điểm nào đó thì mình cứ làm thôi. Có thì mình làm nha, còn không có mình sẽ chạy đi tìm cái điểm khác hoặc là hướng khác mình để tìm tiếp. Thì chương trình lặn biển của mấy anh em hàng ngày thì em quanh chỉ những cái mặt hàng hải sản này thôi, không cả nhà không cả cho em nha. Tại vì em cũng muốn làm nhiều cái chủ đề khác lắm, nhưng mà nhà em thì có hai đứa nhỏ, nhưng mà hai đứa nhỏ sắp lại thì nó quậy ghê lắm, không có thể nào làm clip ẩm thực quay những cái hải sản này. Em bắt em đi về em làm, nhưng mà nhà em có mấy đứa nhỏ nó lì quá, nó khóa cả nhà nó la con thôi, nên cũng khó làm lắm. Không, cái nhà thông cảm cho em nha. Khi nào có dịp mấy đứa nhỏ lớn lên nó biết chuyện á cả nhà, giờ em sẽ làm để gửi đến cho cả nhà mình cùng xem nha. Tại giờ mấy đứa nhỏ còn nhỏ quá nên nó không biết gì, thì nó cứ phá thôi. Thôi giờ em sẽ ăn cơm nha, ăn cơm xong để chuẩn bị khi nào tới điểm rồi em nhảy xuống, em sẽ tìm những con ốc tỏi vỏ dày á, hay là những cái con gì đó to to em chỉ ghi hình lại để gửi lấy cho cả nhà mình xem nha. Rồi em xin hẹn gặp lại cả nhà khi nào tới điểm nha. Giờ mấy anh em sẽ chuẩn bị bắt đầu sẽ nhảy xuống để đi tìm những cái con ốc tỏi vỏ dày để thu hoạch nha. Không biết hôm nay em tới lại cái ổ ốc tỏi này có còn nữa không đây, giờ em cũng chỉ cầu mong thôi. Có mấy anh em sẽ thu hoạch rồi em sẽ gửi lại gửi đến cho cả nhà mình cùng xem nha. Độ sâu tại điểm này chỉ có 8 sải tay thôi. Nước hiện tại vẫn còn trong xanh nha. Em nghĩ chắc cũng sắp rồi, sắp đến ngày nước mờ rồi. Thì tới ngày đó nước mờ, nước có lợi nó lạnh nữa nha, có lợi còn có sứa nữa. Hiện tại sứa chỉ nhỏ thôi, khi mà tới nước lạnh thì sứa nó rất là to nha, và dài nữa, khó để mình né được nó lắm. Giờ nước vẫn còn thanh nè, nên mình có thể mình né được những cái con sứa đó. Đây là cái dập luồng ngư dân người ta mới đánh thôi, mới đánh buổi sáng á các nhà. Giờ chiều người ta sẽ kéo xong phi người ta sẽ đánh lại. Giờ em sẽ đi tìm những cái con ốc tỏi có em ghi hình cho cả nhà cùng xem nha. Nè, một cái giống ốc tỏi này. Rồi, con này thì nó to nhưng mà vỏ nó lại mỏng. Em sẽ thả lại luôn nha, để cho nó vỏ dày dễ bán có giá hơn. Ốc mỏng hiện tại nó cũng mấy chục ngàn đồng một ký thôi, mà vỏ dày thì lại 200 mấy chục ngàn đồng một ký nha. Em có thấy một con sò mê ca với con ốc tỏi đang bò nè. Rồi, con này em có thể bắt được nè. Con này cũng dạng hơi vỏ dày thôi, chứ không có dày lắm. Nhưng mà nó cũng sẽ cân chung với lợi ốc vỏ dày luôn nha, tại vì nó to á. Thêm một cái dấu ốc tỏi nữa nè, em thấy cái dấu này nhỏ. Rồi, em đụng cái móc xuống thì em thấy nó nhỏ thôi. Thôi em cũng không móc lên đâu, móc lên thì mình cũng nhét xuống lại thôi. Một con sò mai siêu to đây. Chỗ này mai thì to to không thôi, bắt lên một con nhìn nó đã gì đâu đó, vỏ dày lắm. Thêm một cái dấu của con ốc tỏi này. Thì điểm này chủ yếu em sẽ tìm ốc tỏi và sò mai, hoặc là sò ngọt, sò lỏ, hay là cái con gì đó có giá trị em sẽ ghi hình cho cả nhà mình cùng xem nha. Tại vì điểm này em lặn cũng gặp tính ra là ba bữa nha. Bữa đầu tiên thì gặp cũng ít thôi, bữa thứ hai mới gặp nhiều, không biết bữa này sao đây. Giờ em mời cả nhà cùng theo dõi em bắt những con ốc tỏi, sò mai hay là những con sò có giá trị nha. Con này tuy nó to nhưng mà vỏ lại mỏng rồi đó cả nhà xem nè, cái mỏ này rất là mỏng luôn, đụng vào một cái là nó bể liền đó. Em sẽ để lại khi nào vỏ nó dày tháng 2 tháng sau thì ghi em có thể bí không có điểm thì ra đây để thả những con ốc này lại nha. Nè,
em phát hiện thêm một con mánh nó rất là cao luôn này. Đổ lên hình như là con ốc này nó mới chui xuống lại thôi. Đó, vỏ dày nè. Thêm một con sò bánh tráng này. Hôm qua thì em không phát hiện được một con sò bánh tráng nào luôn. Thì hôm nay em có phát hiện được một con này. Tại vì khi em lắng xuống dưới này cũng rất là cao luôn. Nên cũng không biết có gặp hải sản nào khác nhiều hơn không nữa. Giờ cũng nhờ vận may thôi cả nhà. Nè, thêm một con sò bánh tráng nữa nè. Đúng là lắng lên đây nó có dấu sò bánh tráng này. Chứ hôm qua khi em lắng ở đầu trên thì nó không có sò bánh tráng đâu. Thì khi mà lắng xuống dưới đây thì có đó sứa này. Sứa nhiều lắm cả nhà. Có chỗ thì nằm mịt bù luôn. Mình cứ chạy để ý mà né thôi. Thêm một con sò bánh tráng này. Đó, sò bánh tráng chỗ này em bắt con nào con nấy to dày không thôi. Đây một con ốc miệng bự nhỏ này. Sò bánh tráng này chỗ em bán đâu đó tầm khoảng 20k cho đến 30.000 đồng một ký thôi. Cũng có bữa 10.000 luôn. Mà hải sản chỗ em thì bất cứ các loại nào luôn thì giá nó khác thường lắm, có lúc lên có lúc hạ thôi. Cũng không biết chính xác thật sự nó là bao nhiêu đâu cả nhà. Như hôm nay ghi em bán ốc tỏi 230 đi. Rồi mai mốt lúc xuống còn 200 ngàn cũng có luôn. Nó cũng lên xuống cũng thất thường lắm. Như sò mai nữa nè. Có lúc thì nó lên, có lúc thì nó hạ. Cũng nhiều khi em báo giá nó không có chính xác lắm đâu. Thank you.
Trời ơi, cuối cùng em cũng phát hiện ra một con sò ngọt nè. Chứ nãy giờ em toàn là bắt bắp tỏi với sò mai thôi. Được một con sò ngọt, quá là may mắn luôn nè. Công nhận lắng ở dưới này thì sò ngọt rất là gây hiếm luôn. Được cái có ốc tỏi nè, nãy giờ em bắt rất là đã luôn. Em có gặp nghiêng bầy cá con luôn này, không biết cả nhà mình biết con cá gì đây không, để em ghi xét cho cả nhà mình cùng xem này. Nguyên một bầy luôn, chắc một bầy đây cũng phải vài ngàn con đó, tuy nó bé bé vậy thôi đó. Cả nhà thấy rõ chưa, đây là con cá ngát con nha. Cá ngát này em nghĩ một bầy đây chỉ có một con nó sinh sản thôi, chứ không có một bầy nó sinh sản đâu. Em nghĩ chỉ có một con nó đẻ như thế này nè, vài ngàn con đó, tại vì cái trứng của cá ngát thì một con nó rất là nhiều luôn. Em cũng có nghe nói một con cá ngát trưởng thành khi mà nó sinh sản ra rồi nó sẽ không còn nữa. Em lại nghĩ lại ngược lại nha, nó không có phải như vậy. Thì em thấy thì như con cá lớn nó trưởng thành đi khoảng một gang tay thì nó đã có trứng rồi. Khi mà có con khoảng hơn một gang tay nó vẫn có trứng nữa. Em nghĩ không phải là nó sinh sản ra là nó đi đâu. Em nghĩ nó là nó sinh sản cũng phải vài lứa đó. Thường thì em phát hiện những cái bầy cá ngát như thế này nè, nó mau đi viên bầy như thế này lắm. Chắc em nghĩ nếu mà không có giả cào hay là cái gì đó, em nghĩ cá ngát chỗ em rất là nhiều nha. Khi mà giả cào nghiêng một bầy cá ngát này, hay là những cái dập luồng mà em thường hay gặp á, chỉ cần vài con vào thôi là sẽ viên bầy nó sẽ chui vào luôn đó. Tại vì cá này nó chỉ đi theo bầy như thế này thôi nè. Đó, nó cứ chạy theo bầy, không có thể nào mà tách lẻ ra đâu, khi nào mà nó bị lạc bầy thôi. Em có phát hiện ra một con sò ngọt nữa nè. Cuối cùng thì em cũng bắt được hai con sò ngọt rồi. Nãy giờ chỉ toàn là ốc tỏi với sò mai là nhiều thôi. Đây là con ốc mỡ. Ốc mỡ này thật ra ăn không có được nha, mà em cũng không biết có ăn được không nữa, tại vì chưa có ai bắt người ăn. Nó y hệt như là xốp vậy, như không có thịt để ăn luôn đó. Đây là cái dấu của con ốc hương này. Đó, ốc hương thì nó nằm y hệt như thế này nè. Một con. Khá là to luôn này. Ốc hương chỗ này cũng hiếm lắm. Lâu lâu mấy em mới phát hiện được một con thôi. Tính ra cả ngày cũng không có nhiều đâu. Bữa nào may mắn thì được 5-6 con. Bữa nào không may mắn thì được 2-3 con thôi.
chúng ta là rồi xong. Em bị quệt trong mỏ rồi. Nè, rồi xong cái mỏ của em. Trời ơi. Né không kịp luôn. Khi mà cái con sứa này nè nó ịn vào một cái thôi là mình có cảm giác liền đó. Chúng ta là nóng. Thấy đâu có con sò ngọt nằm trên mặt đất đâu nè. Ồ, quá là hên. Em nghĩ là chắc cái con ốc mỡ hay là con ốc đá gì đó bò chúng nó mới nhảy lên nha. Hoặc là nó đi tìm chỗ khác nó ở thôi. Giờ thì cũng đã tới giờ lên chạy rồi các nha. Đúng 12 giờ mới em phải về để lên chạy vào bờ để bán hải sản thôi. Giờ em sẽ mang lên nha. Em cũng mời cả nhà cùng theo em lên để thêm thành quả của ngày hôm nay mấy em bắt có được nhiều không nha. Mấy anh em đang chạy vào bờ nha. Thì ghi em chạy cũng được gần 2 lý rồi. Chắc cũng tầm 2 lý nữa sẽ vào tới bờ thôi. Rồi đây là thành quả của chính anh em của ngày hôm nay nè. Ngày hôm nay thì em thấy ít hơn hôm qua luôn rồi. Giờ em sẽ ghi hình thành quả ngày hôm nay cho các nhà xem nha. Ngày đây thì có 3 xô mai nè. Đây các nhà được 2, 4, 6 con thôi. Sò ló thì được 2, 4, 6, 7 con, 3 con ốc hương với 1 con cá ngựa. Giờ chỉ được như đây thôi các nhà. 7 con sò lỏ với 6 con sò ngọt.
ở đây nữa cả nhà. Thì ốc tỏi lớn thì mấy anh em bắt được khoảng 2 xô mấy đây. Đầy quá, mình đổ ra nha, lại mình đổ nước vô mình ngâm á cho nó ngậm nước. Đây, tính ra lựa ra cũng được 2 xô mấy cả nhà. Thêm 2 xô sò mai nữa này, với được 4 bao sò mê ca nữa, 4 bao lợ 1 xô nữa cả nhà, kìa 1 xô nghe chú biết đó. Thì thực phẩm của em ngày hôm nay thì được 5 xô mai, 2 xô mấy ốc tỏi và 4 bao sò mê ca với một số sò loại dạy như sò ngọt, sò lỏ rồi cả nhà, với có chỉ có 1 con cá ngựa thôi. Thì em thấy ít hơn hôm qua rồi, thì cái mặt hàng nào lúc mới hết đó cả nhà, nhưng mà có cái mê ca hôm qua thì em chỉ được khoảng 3 bao thôi, hôm nay thì được 4 bao mấy nha. Và thôi chắc em xin kết thúc video tại đây nha, em chân thành cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu để xem clip ủng hộ em nha. Thôi giờ em xin hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.